Xin chào anh chị các bạn đã đến với kênh YouTube của Thượng Đoàn. Rất vui được gặp lại anh chị các bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong chuỗi video chia sẻ về thông tin quyền của địa phương trên toàn quốc, vừa rồi mình có nhận được tin nhắn kết bạn Zalo của chị Xuân Đoàn. Thì chị có hỏi là khi nào mà làm về quy hoạch, thì nhờ xem quy hoạch của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì ngày hôm nay mình làm clip về quy hoạch của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2030 gửi đến chị Xuân Đoàn. Nếu như mà chị Xuân Đoàn, anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình về quy hoạch nhé. Anh chị và các bạn quan tâm đến thông tin quy hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và các bạn trong thời gian sớm. Thì huyện Tịnh Biên là một trong hai huyện miền núi của tỉnh An Giang, nằm ở phía tây bắc của tỉnh. Thì cách thành phố Châu Đốc 8 km, cách thành phố Long Xuyên 70 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 255 km. Thì huyện Tịnh Biên có vị trí địa lý chi tiết như sau: phía bắc và phía tây bắc giáp với huyện Kariwon, tỉnh Ca Béo, Campuchia; phía nam và tây nam giáp với huyện Tri Tôn; phía đông giáp với thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú. Thì huyện Tịnh Biên là có tổng diện tích tự nhiên khoảng 355 km, có 14 đơn vị hành chính cấp gồm bao gồm 3 thị trấn Tịnh Biên, Nhà Bàn và Chi Lăng và 11 xã. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua chi tiết về quy hoạch của từng đơn vị. Đầu tiên là về thị trấn Tịnh Biên. Đây là thị trấn Tịnh Biên. Đây là bản đồ tổng thể của thị trấn Tịnh Biên hiện tại. Quốc lộ 91 là trục đường chính đi qua thị trấn Tịnh Biên. Thì chúng ta có thể thấy rằng định hướng đến năm 2030, thị trấn Tịnh Biên cũng sẽ được mở rộng. Đầu tiên là từ cầu Vĩnh Tế
đoạn từ cầu Vĩnh Tế cho đến ban chỉ huy quân sự đây. Thì khu vực này sẽ hình thành là khu đô thị mới Sao Mai, Cầu Đình 1 và 2. Thì chúng ta có thể thấy rằng khu đô thị mới này đây được đầu tư rất là bài bản về đường xá. Khu đô thị mới Sao Mai 1 và 2, Sao Mai Cầu Đình 1 và 2. Khu vực từ cầu Vĩnh Tế cho đến cửa khẩu Tịnh Biên đây. Giáp ranh với biên giới Campuchia sẽ hình thành là khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí Tịnh Biên. Tại vị trí là dọc theo trục đường quốc lộ 91 thì sẽ hình thành đó là khu công nghiệp Xuân Tô đây. Về quy hoạch chi tiết của thị trấn Nhà Bàng đây. Về định hướng đến năm 2030 thì thị trấn Nhà Bàng cũng sẽ được mở rộng đây. Góc giữa quốc lộ 1, quốc lộ N1 và quốc lộ 91 thì
thì sẽ được mở rộng để hình thành là khu vực phát triển đô thị của thị trấn Nhà Bàn. Khu vực thị trấn Chi Lăng. Khu vực thị trấn Chi Lăng thì dọc theo trục đường DT948 đoạn từ bến xe khách Chi Lăng, đoạn từ bến xe khách Chi Lăng. Đoạn từ bến xe khách Chi Lăng để vào ngã ba để vào chùa Mỹ Á thì sẽ hình thành nó là khu vực phát triển đô thị. Tại khu vực này sẽ hình thành là khu đô thị của thị trấn Chi Lăng. Rất là tuyệt vời. Các khu vực như là xã An Hảo, xã Tân Lập, xã Tân Lợi, xã Núi Voi.
Thì cái khu vực này á, là được quy hoạch về đất trồng chuyên trồng lúa đây màu vàng đó anh chị và các bạn. Tại khu vực xã Tân Lập thì sẽ hình thành là nhà máy điện năng lượng mặt trời Sunflower cũng khá là lớn. Thì hiện tại là điện năng lượng mặt trời là đã mở ra cơ hội phát triển cho huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang, bởi hiện nay thì các dự án điện năng lượng mặt trời đã tạo ra việc làm cho hơn 100 lao động địa phương và dự kiến thì sắp tới sẽ tăng lên 500 lao động trong thời gian tới khi mà các cái nhà máy điện năng lượng mặt trời mới được hình thành. Khu vực xã Thới Sơn, xã Nhân Hưng cũng sẽ hình thành là nhà máy điện năng lượng mặt trời Sunflower. Của xã Nhân Hưng thì sẽ hình thành nhà máy điện năng lượng mặt trời mặt nước Tha La. Khu vực xã An Nông, xã An Cư Khu vực xã An Nông thì về định hướng đến năm 2030 sẽ quy hoạch chính là đất trồng cây lâu năm. Khu vực xã An Cư cũng là đất trồng cây lâu năm. Khu vực xã An Hảo thì định hướng đến năm 2030 sẽ được mở rộng đây. Để hình thành là khu dân cư thương mại An Hảo. Thì khu dân cư thương mại An Hảo này là từ vị trí là chợ An Hảo đi theo trục đường 948 đến khu vực Chùa Cọc. Thì dọc theo trục đường này sẽ hình thành là khu dân cư thương mại An Hảo. Thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
Thì trên đây mình vừa gửi đến chị Xuân Đoàn, anh chị và các bạn những nội dung quy hoạch cơ bản nhất của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2030. Nếu như mà chị Xuân Đoàn, anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình về quy hoạch nhé. Anh chị và các bạn quan tâm đến thông tin về địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và các bạn trong thời gian sớm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.